cực kỳ dai, bất cứ một cái sợi nào có thể tách ra rất là đều. Đây, sợi nào có thể tách ra được như thế này. Và vấn đề là soi rất kỹ và không thấy một sợi nào nó có cái lỗ chân lông, tại vì bì lợn thì nó phải có lỗ chân lông của ở trên đấy. Đây, sợi nào nó cũng trong vắt, cố tìm mà không thể thấy được, và cực kỳ là dai, rất dai, mãi mới đứt được. Nói chung là cảm giác đây chắc chắn là cao su hoặc một chất gì đấy, không phải bì lợn thật. Bì lợn thật cũng không thể nào mà thái đều như thế này được. Trời, bì lợn mà còn có thể làm giả được thì bó tay rồi. Dã man luôn. Dai lắm. Này, một sợi mỏng như thế này vẫn còn có thể tách được nữa. Đây là địa chỉ.